Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết lý cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, có câu nói diện tướng hiện nội tâm, cử chỉ hiện tính cách, khẩu đức hiện nhân phẩm. Chúng ta có thể nhìn thấy tấm lòng của một người từ khuôn mặt, thấy tính cách từ hành vi và có thể biết phẩm cách từ lời nói của người đó. Vì thế, nói gì và nói như thế nào luôn phải được cân nhắc chỉn chu. Sau đây, triết lý cuộc sống xin mạn phép chia sẻ bốn điều tuổi già không nên nói, đặc biệt là khi hết tiền. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Điều thứ nhất, lời than thân trách phận. Có câu, lời nói sao, thì cuộc đời vậy. Những người than nghèo than khổ quá nhiều khiến cho những điều ấy ứng nghiệm vào chính họ. Thực ra dù bạn có ca thán ra sao, phàn nàn thế nào cũng sẽ chẳng ai tự dưng tới rúi tiền vào tay bạn cả càng than sẽ chỉ càng nghèo mà thôi hay than vãn nghèo khổ chẳng qua cũng chỉ là đang ngầm thừa nhận mình không thể thay đổi được điều gì bài trong tay dù tốt dù xấu cũng hãy chơi cho nghiêm túc đừng than vãn rõ ràng cầm trong tay một quân không tệ nhưng lại thua sạch sành xanh vì thế hãy ngưng than thân trách phận và bắt tay ngay vào hành động quý vị nhé. Điều thứ hai là lời bóng gió ám chỉ. Chồng của Thảo khá cao giáo đẹp trai, lại có tiếng học hành giỏi giang, đang làm nhân viên ở một công ty liên doanh nhỏ. Thảo là giáo viên mầm non, nhan sắc không có gì nổi trội nhưng khá duyên. Vì chồng là con út, nên ngay sau khi cưới hai vợ chồng thảo đã phải sống chung với bố mẹ chồng ba chồng thảo sức khỏe kém nhưng mẹ chồng thì khỏe như vâm bà có thể làm việc luôn tay luôn chân cả ngày không biết mệt những tưởng được nhờ vì mẹ chồng giỏi thu vén tháo vát nhưng đó mới là nguồn cơn của mâu thuẫn bà làm nhiều đồng nghĩa yêu cầu con dâu cũng phải đáp ứng tương tự mình nhưng thảo lại nhỏ bé sức vóc yếu ớt nên không thể thao kịp bà được thêm nữa một trong những điều luôn khiến thảo cảm thấy căng thẳng đó chính là những câu bóng gió xa gần của mẹ chồng nhà chồng kinh tế khó khăn thêm bệnh tật triền miên của ba chồng khiến tiền cứ đội nón ra đi nhà thảo thì thuộc dạng giàu có đất đai ở khắp nơi Ba mẹ Thảo cho con gái một căn nhà làm của hồi môn, định bụng sẽ cho hai đứa ở riêng sau khi cưới, nhưng vì mẹ chồng không đồng ý cho ra riêng nên bố mẹ Thảo chưa sang tên cho. Số tiền cho thuê nhà hàng tháng hơn 10 triệu đồng, bố mẹ cho Thảo để chi tiêu thêm. Tuy con nhà có của ăn của để, nhưng lương tháng cũng chỉ đủ chi tiêu và còn tiết kiệm cho việc có con cái nên thảo không đưa nhiều tiền cho mẹ chồng mẹ chồng khó chịu ra mặt thảo nhớ có lần ba chồng chỉ vừa mở miệng khen một chương trình game show về giáo dục mẹ chồng cô đã xả ra một tràng đầy thông điệp ngày xưa ấy người ta dạy tiên học lễ hậu học văn gì chứ nề nếp luôn được đặt lên hàng đầu còn bây giờ chẳng hề thấy lễ ý nghĩa giới hạn trên dưới gì cả lại còn hoang phí bày đặt. Ý bà muốn nói là Thảo hay đi cà phê cuối tuần với mấy cô bạn thân không ở nhà để dọn dẹp lau chù nhà cửa theo ý của bà. Mà có phải cô bỏ bê việc nhà, mọi việc hòm hòm nhà cửa sạch sẽ rồi, cô mới xin phép đi gặp bạn bè một lúc vào mỗi buổi chiều cuối tuần, mà mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ. Chuyện mâu thuẫn bởi khác biệt thế hệ như thế cô đã nhiều lần nói với chồng cũng đã bàn bạc để anh cùng tìm cách giải quyết nhưng chồng ngại tạo thêm căng thẳng cho không khí gia đình anh chưa bao giờ bênh mẹ trước mặt vợ nhưng mặt khác điều mà anh muốn vợ hiểu là chuẩn bị tâm thế sống chung với lũ và con dâu phải nghe lời mẹ chồng đỉnh điểm là hôm qua mẹ chồng sang hàng xóm chơi rồi về nói bóng gió nhà người ta con dâu giàu có của nà hồi môn đề huề nhà mình thì có tiếng mà chẳng có miếng tưởng được nhờ ai ngờ còn nặng nợ hơn thảo ở trong phòng nghe rõ tiếng mẹ chồng cố ý nói cho mình nghe lập tức cô thu dọn quần áo xin phép bố mẹ chồng về nhà bố mẹ đẻ hôm sau mẹ thảo sang nhà chồng cô nói chuyện cho rõ ràng nhưng mẹ chồng cô vẫn tỏ thái độ trịnh thượng với cả thông gia. Vâng, nhà tôi ít học ít tiền. Chẳng dám giữ con dâu học rộng tài cao nhà giàu. Học rộng tài cao mà bỏ nhà bỏ cửa đi. Không xin phép mẹ chồng lấy một câu. Tôi chả dám dậy. Nghe xong, mẹ Thảo giận đím mặt trào ra về. Tưởng sang nói chuyện hàn gắn cho hai đứa. Không ngờ thông gia lại thái độ như vậy. Chồng Thảo thì nghe mẹ, bênh mẹ, nhất quyết không đến đón vợ hay nghe vợ giải thích. Lại còn nhắn, em tự đi thì tự về. Mẹ đẻ ra anh, nói có vài câu thì có sao. Em chịu thiệt thòi chút không được à? Ngay ngày hôm sau, một tờ đơn ly hôn được Thảo đặt ngay ngắn trước mặt chồng. Cô cũng quay sang nói với mẹ chồng bằng một giọng bình tĩnh con suy nghĩ thiển cận không hiểu hết những điều mẹ nói bây giờ con cảm thấy không cần thiết làm con dâu mẹ nữa cho nên con xin phép rút lui còn anh một người đàn ông nhu nhược không dám bảo vệ vợ xứng đáng bị bỏ nói xong thảo quay lưng ra về lòng nhẹ nhõm không hề nuối tiếc mẹ chồng lúc này sốc không nói nên lời bởi bà luôn nghĩ con trai mình đẹp trai giỏi giang Con dâu sẽ không dám rời bỏ Nhưng tất cả đã quá muộn rồi Thưa quý vị Lời nói chẳng mất tiền mua Nhưng nói lời bóng gió Có thể khiến chúng ta Mất nhiều thứ khác Đôi khi là phải trả cái giá rất đắt Đành rằng không nên chỉ trích Một cách trực tiếp Nhưng nói bóng nói gió Để mà xỉa sói hạ bệ thì thực sự là việc làm của kẻ tiểu nhân. Trong nhiều trường hợp, nói bóng gió có thể gây ra sự hiểu lầm không đáng có, gây hậu quả khôn lường. Vì thế, ta nên hết sức tránh. Điều thứ ba là lời nhờ và xin sỏ. Một người tuổi đã chạm 60, xin được làm dọn dẹp văn phòng của một công ty. Ở tầm tuổi này rồi, đáng lẽ ra được nghỉ hưu an hưởng nhưng do gia đình vướng nợ nần Nên cô phải kiếm tiền trả nợ Công việc tạp vụ ở tòa nhà mấy tầng lầu quả không đơn giản Hàng ngày cô phải có mặt ở văn phòng lúc 5 giờ sáng Để kịp dọn dẹp Trước khi các nhân viên đến làm việc Nào là quét nhà, lau bàn, lau ghế, lau cửa sổ, rửa ấm chén Không ngơi tay Nếu làm cật lực Thì cũng phải hai tiếng đồng hồ mới xong xuôi được một thời gian cô đến gặp trưởng phòng nhân sự công ty và than phiền rằng sức khỏe của mình không thể cáng đáng được quá nhiều việc như vậy. Tìm mọi cách xin sỏ để chỉ phải quét nhà và rửa ấm chén mà thôi. Vị trưởng phòng thấy cô đã có tuổi, hoàn cảnh lại đáng thương nên mặc dù không hài lòng nhưng đành tặc lưỡi đồng ý. Công ty phải thuê thêm một tạp vụ nữa để thay cô lau bàn ghế, cửa sổ cho sạch. Được một thời gian sau, người phụ nữ lại đến gặp trưởng phòng nhân sự và than phiền rằng mình gần đây đau chân khó quét nhà nên nhờ ông sắp xếp cho chỗ nào đỡ phải đứng nhiều. Mặc dù cảm thấy không hài lòng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ này, ông trưởng phòng nhân sự đành tặc lưỡi, chuyển cô xuống bộ phận kho, chỉ phải ngồi kiểm đếm hàng hóa mà thôi. Tuy nhiên không lâu sau, bộ phận kho báo rằng thông tin hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn bị sai số loạn hết cả lên. Già soát thì hóa ra là do người phụ nữ cao tuổi kia. Cô trình bày rằng do tuổi cao, đầu óc không còn minh mẫn nên dẫn đến sai sót. Chưa kịp giải quyết vấn đề thì đã nghe người phụ nữ xin sò được chuyển sang bộ phận trông xe. Nhưng lúc này, sự kiên nhẫn của trường phòng nhân sự đã hết giới hạn. Ông trả lời luôn rằng Trông xe đòi hỏi đàn ông có sức lực Chứ phụ nữ như cô Làm sao mà đáp ứng được yêu cầu công việc Cô hãy thanh toán mọi quyền lợi còn lại Rồi nghỉ việc Vì công ty không thể mãi nuôi một người Không thể hiện được giá trị gì Ngoài việc xin sỏ cả Quả thực Lời van xin thường đến khi chúng ta bước vào thế cùng đường Không còn cách khả dĩ nào Để có thể tự cứu vãn mình được Tuy nhiên, lại có không ít người chưa phải bế tắc hoàn toàn mà đã mở miệng van xin. Đó thường là những cái lười biếng cơ hội, không muốn bỏ sức lực ra, nhưng vẫn muốn được hưởng thành quả hoặc đam mê cuộc sống sung túc vật chất mà không muốn công hiến. Khi nhờ và xin sỏ, thì bạn đã phải hạ mình thấp hơn người ta rồi, cho nên phải cân nhắc thật kỹ, thực sự cần thiết mới làm việc ấy. Nếu không, ý, bạn sẽ tự khiến mình bị coi thường, cuộc sống chỉ mãi cúi mặt xuống đất mà đôi khi lại chẳng được nên cơ sự gì. Điều thứ tư là lời buông xuôi. Con người ta phải làm việc chăm chỉ để sống và bạn cũng không thể đạt được bất cứ thứ gì nếu không cần cù lao động. Nỗ lực không phải là để tạo nên những thành tựu to lớn mà nỗ lực là làm hết khả năng của mình để khiến bản thân không phải hối hận. Điều khủng khiếp nhất đời người không phải là sống tầm thường soàng xĩnh cả đời, mà đáng sợ nhất chính là khi bạn buông xuôi. Trên đời, luôn có những người đã không nỗ lực ngược lại còn lấy số phận ra làm cái cớ để tâm lý được thoải mái. Hãy nhớ, số phận là cái cớ của kẻ thua cuộc. May mắn là từ khiêm tốn của kẻ chiến thắng. Quý vị thân mến! Đôi khi trải qua cuộc đời dài đầy thăng trầm với những vết thương, chúng ta mới ngộ ra lời nói nó có tác dụng lớn như thế nào. Lâm vào hoàn cảnh khó khăn bi đát là điều không ai muốn, nhưng nếu có bị rơi vào trường hợp ấy, trước tiên phải tự động viên tinh thần bản thân bằng những lời nói tích cực. Nói nhiều sẽ trở thành hành động, hành động nhiều sẽ trở thành thói quen, thói quen lâu năm trở thành tính cách và cuối cùng là thành số phận. Vì thế lời nói của bạn lặp đi lặp lại rốt cục cũng sẽ trở thành thứ thay đổi số phận của chính mình. Do vậy, nếu muốn cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và viên mãn, hãy luôn nói lời tích cực trong mọi tình huống quý vị nhé. Và trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện một mình đi viện. Tôi năm nay 75 tuổi có bốn người con sau khi nằm viện một mình tôi nhận ra rằng tuổi già không cần dựa vào con cái là thoải mái nhất tôi có hai con trai và hai con gái khi các con còn nhỏ tôi rất tự hào về bốn đứa con của mình nhưng khi chúng trưởng thành cả bốn đều khiến tôi thất vọng vợ chồng tôi làm việc ở một cơ quan điều kiện gia đình tương đối tốt chúng tôi đã nuôi dạy bốn đứa con khá đầy đủ các con đều có công ăn việc làm ổn định ba đứa em lên thành phố làm ăn còn cô con gái lớn lấy chồng sớm ở gần nhất nhưng không mấy khi về thăm chúng tôi cả bốn đứa con đều rất ít khi về nhà ngôi nhà của chúng tôi dần trở nên ảm đạm trừ khi vợ chồng già đi thăm từng đứa một còn không các con cũng sẽ không tự về nhà nhiều vợ chồng tôi đều không phải chăm cháu các con kết hôn và sinh con khá sớm lúc ấy chúng tôi vẫn còn công việc ở cơ quan nên không thể đến thăm các cháu được chúng tôi cũng dành ra một số tiền mua nhà cho hai con trai trên thành phố không biết có phải là do không giúp đỡ con cái chăm cháu hay là do các con bận bịu càng ngày chúng càng ít quan tâm đến chúng tôi khi vợ chồng tôi bị bệnh và phải nhập viện cho dù bệnh nặng hay nhẹ chúng tôi hầu như tự giải quyết mọi thứ việc mong đợi vào con cái giống như là mong đợi chúng số độc đắc vậy tùy thuộc vào may rủi và tâm trạng của chúng về tiền bạc chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều chỉ cần chăm sóc lẫn nhau là đủ do đó chúng tôi chưa cần sự giúp đỡ từ con cái và đã nhiều năm tháng tự lo tự chăm sóc lẫn nhau như vậy mười năm trước chồng tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh chỉ còn tôi một mình con cái cũng không ai ngỏ ý muốn đón tôi về sống chung từ lúc đó tôi bắt đầu sợ bệnh tật hàng ngày tôi luôn lo lắng về sức khỏe của mình thực hiện ăn uống điều độ tập thể dục để duy trì sức khỏe nhưng già rồi bệnh tật ốm đau là điều khó tránh khỏi sau tuổi bảy mươi tôi bắt đầu phát sinh nhiều bệnh như huyết áp cao bệnh tim năm ngoái tôi cần phải phẫu thuật bệnh viện yêu cầu phải có người nhà đi cùng tôi nhờ các con đến chăm sóc nhưng câu trả lời là không ai trong bốn đứa có thể đến được chúng nói mẹ thuê người giúp chúng sẽ trả tiền hai người con trai nói phải đi làm không thể nghỉ phép về phần hai cô con dâu một người nói là phải chăm con người còn lại nói sức khỏe không tốt khi đặt hy vọng duy nhất vào cô con gái út con lại nói với tôi rằng con bận không thể đến vì đang làm một dự án rất quan trọng về đứa con gái lớn ngay từ đầu tôi cũng không kỳ vọng gì vì trong bốn đứa con ở gần nhất nhưng ít đến thăm tôi nhất con gái cả thường chỉ liên lạc với tôi khi cần tiền hoặc là cần sự giúp đỡ sau khi suy nghĩ lại tôi không có ý định làm phiền các con dù có bắt chúng phải chăm sóc mình thì cuối cùng tất cả đều không thoải mái vì nhập viện và dự kiến mổ hai ngày nên tôi ở lại một mình trước khi mổ tôi nhờ y tá tìm người chăm sóc lúc đó trong phòng bệnh tất cả đều có tình trạng giống tôi nhưng tôi là người duy nhất phải nhập viện một mình. Có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, ban ngày có hai cô con gái thay phiên nhau chăm sóc, ban đêm thì có con trai và con dâu. Điều này thực sự khiến tôi ghen tị. Chồng của người phụ nữ ở giường bên cạnh nói với tôi rằng: "Chị thật sự là người mạnh mẽ, tâm lý cũng rất tốt. Một mình ở viện để phẫu thuật" thật khác với bà vợ nhà tôi bà ấy còn yêu cầu cả gia đình phải ở đây và phải động viên tinh thần từng tí một lúc đó tôi không biết liệu anh ta đang khen ngợi hay là đang thể hiện sự thương hại với mình nữa do dự một chút tôi nói thực sự thì cũng ổn chỉ là tôi không muốn làm cho gia đình lo lắng thôi nói chung phẫu thuật này cũng không có rủi ro lớn không có gì phải bận tâm nhiều. Người con dâu của một bệnh nhân giường bên cạnh đã đến và nhỏ giọng than phiền vì tôi. Dì một mình điều trị và ở viện, không giống như mẹ cháu, chỉ là một chút việc nhỏ, bà ấy làm cả gia đình phải dối bời lên. Nghe những lời phàn nàn của cô con dâu này khiến tôi băn khoăn. Nếu tôi nhờ các con phục vụ mình biết đâu chúng cũng phàn nàn như cô ấy con cái bình thường cũng không quan tâm nhiều đến tôi khi tôi ốm chúng sẽ phải xin nghỉ phép ở lại bệnh viện cả ngày nhất định sẽ không thích cho nên một mình nhập viện kỳ thực cũng khá tốt yên tĩnh không có quá nhiều phiền toái sau khi xuất viện tôi đã lập kế hoạch cho tuổi già của mình tôi dự định sống dựa vào chính mình không còn mong con cái chăm sóc nữa tôi thấy nếu có quá nhiều kỳ vọng mình sẽ dễ buồn hơn tôi khá thành thơi khi không còn phải trông ngóng các con ở nhà dù có chuyện gì thì tôi cũng luôn thuê người làm giúp khi quá già không thể tự chăm sóc bản thân mình tôi sẽ bán nhà và vào viện dưỡng lão với số tiền tiết kiệm lương hưu và tiền dư nếu bán nhà. Dù chọn sống trong viện dưỡng lão hay thuê bảo mẫu, tôi đều có thể sống một cuộc sống vô tư và thoải mái. Điều kỳ lạ là gần một năm, kể từ khi tôi chọn cách tự chăm sóc bản thân, tôi ít liên lạc với các con hơn, nhưng chúng lại bắt đầu lo lắng cho tôi. Trong dịp Tết, sau khi thông báo qua một số người họ hàng rằng tôi dự định vài năm tới sẽ bán nhà và vào viện dưỡng lão các con lại tích cực hỏi thăm nhiều hơn cả bốn con thỉnh thoảng lại chủ động gọi điện và qua thăm tôi vào những ngày nghỉ lễ tuy nhiên tôi biết chúng đến hỏi thăm tài sản nhà cửa là chính tôi lảng tránh nói đến những vấn đề đó cuộc sống của tôi đã được sắp xếp rõ ràng rồi tôi thực sự cảm thấy tự do không phải phụ thuộc vào con cái rất thoải mái tôi đã hoàn thành trách nhiệm của người mẹ bây giờ tôi chỉ còn trách nhiệm với chính bản thân mình mà thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại